Mời quý vị và các bạn theo dõi mục ý kiến cử tri của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng. Điển hình là các nghị quyết điều chỉnh bổ sung một số tuyến đường trong quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, điều chỉnh cục bộ quy hoạch, phê duyệt chủ trương đầu tư, quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất, tính thu tiền sử dụng đất, hỗ trợ xây dựng 40 trụ sở làm việc công an xã thị trấn, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Các nghị quyết này góp phần phát triển kinh tế xã hội trước mắt và lâu dài, cũng như đảm bảo an sinh xã hội. Nhằm đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian chi phí, giúp đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa ra quyết định tại các kỳ họp kịp thời, nhanh chóng và chính xác, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành xây dựng hệ thống quản lý điều hành các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên nền tảng số. Sau thời gian chuẩn bị, hệ thống quản lý điều hành các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên nền tảng số đã hoàn thành giai đoạn 1, cơ bản đảm bảo chất lượng để đi vào hoạt động chính thức. Đây là cái hệ thống mà cho phép cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí và gửi tài liệu đến nhanh nhất cho các đại biểu, và đồng thời áp dụng luôn cả cái biểu quyết điện tử. Đại biểu có thể sử dụng máy tính để biểu quyết các nghị quyết thông qua trên cái hệ thống nền tảng số này một cách nhanh chóng và thuận tiện. Cái tính năng nổi bật này thì là nó có những cái mà ví dụ như mình có thể ủy quyền được biểu quyết, hoặc là ủy quyền cho chủ tọa, một số chủ tọa điều hành có thể là biểu quyết nhiều theo nhóm. Hệ thống quản lý điều hành các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên nền tảng số đã hỗ trợ công tác điều hành kỳ họp, cho phép đăng ký thảo luận, chất vấn, biểu quyết điện tử trên phần mềm, xây dựng kế hoạch nội dung kỳ họp trong năm, lưu trữ, tra cứu, tìm kiếm thông tin tài liệu từng kỳ họp, hỗ trợ cập nhật, tổng hợp báo cáo kết quả biểu quyết của các đại biểu tại kỳ họp. Hệ thống có giao diện website trực quan, đơn giản, dễ sử dụng, đã được truy cập tại các thiết bị thông minh có kết nối mạng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa phục vụ hoạt động của các cơ quan Hội đồng Nhân dân tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa có tính chất lâu dài, là giải pháp hữu hiệu để đổi mới, nâng cao cái chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như của từng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Có thể nói là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước nói chung, trong đó có hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh nói riêng, là cái yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh và mỗi đại biểu Hội đồng tỉnh phải thay đổi tư duy, nhận thức, tự trau dồi, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng để thích ứng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo kịp cái sự phát triển của cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa qua là kỳ họp đầu tiên triển khai hệ thống quản lý điều hành các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên nền tảng số. Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền nhà nước ở địa phương, qua đó đem lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu và lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên, cũng như hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Hiện nay, nhiều cơ sở đơn vị không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo Nghị quyết 176 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các ban sở ngành và các địa phương tăng cường triển khai thực hiện nghị quyết này. Hưng Yên hiện có 40 cơ sở thuộc diện điều chỉnh của nghị quyết, chủ yếu là các cửa hàng xăng dầu và một số công trình có vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến chủ cơ sở, hướng dẫn kiến nghị đơn vị khắc phục các tồn tại thiếu sót nhằm đảm bảo quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy. Các cơ sở hoàn thành khắc phục tồn tại thiếu sót trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Sau thời gian nêu trên sẽ xử lý các vi phạm đối với các cơ sở này. Tuy vậy, đến nay vẫn còn một số cơ sở chưa khắc phục triệt để như các cửa hàng xăng dầu Thái Âu 1 ở huyện Văn Lâm, Quý Cao ở huyện Quái Châu, Phố Xuôi, huyện Tiên Lữ. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên có nhiều tuyến đường đã được nâng cấp cải tạo, kết nối giao thông giữa các phường, xã. Tuy vậy, ở một số tuyến chưa có hệ thống chiếu sáng gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đây cũng là ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Hưng Yên. Tuyến đường từ phường Lam Sơn sang Đê Bối, xã Hùng Cường có chiều dài 1 km. Đường được đầu tư mở rộng cách đây vài năm, thuận tiện cho người dân hai xã Phú Cường và Hùng Cường sang thành phố Hưng Yên làm ăn sinh hoạt. Hiện tại chỉ có khoảng 200 m đường trên địa bàn phường Lam Sơn có điện chiếu sáng, còn lại khoảng 800 m đường ở khu vực giữa cánh đồng bãi vắng nhưng chưa được lắp điện chiếu sáng. Ông Bùi Văn Phương, người sống ở ngay đầu dốc đê xã Hùng Cường, rất lo ngại về việc không có điện chiếu sáng ảnh hưởng đến đi lại của người dân, nhất là các cháu học sinh đi học hay các nữ công nhân đi làm ca đêm. Tuyến đường này là cái tuyến đường huyết mạch của hai xã Phú Hùng Cường, rất là quan trọng. Ở cái kỳ họp Hội đồng Nhân dân của thành phố đấy, là tôi ý kiến là nên có cái kéo thêm cái hệ thống chiếu sáng để cho bà con đi lại, bởi vì cái đường này bà con đi lại làm ăn rất là đông, cho nên là nếu không có ánh sáng thì sẽ không đảm bảo an ninh cho bà con đi lại làm ăn. Cách đây cũng đâu cũng có cái hiện tượng là xảy ra là kiểu như là cướp hiếp ấy. Đấy, ở trên cái đoạn đường này thì cũng lâu rồi, nhưng mà tôi nghĩ là cũng không biết nó có xảy ra nữa hay không, cũng có thể nó xảy ra. Đoạn đường Linh Đài từ cửa khẩu Dốc Đá đến Đình Trắng, khu phố Nam Tiến ở phường Hồng Châu có chiều dài gần 1 km, chạy qua cánh đồng. Đến nay vẫn chưa được đầu tư điện chiếu sáng. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh trật tự. Bởi từ khi có cửa khẩu này, lượng người và phương tiện qua lại đoạn đường này rất đông. Con đường này làm từ năm ngoái, đấy trông rất đẹp, mà trong đê là trông nó ngã ba ở trong đê của thành phố, có một cái vòng xuyến vòng quay là di tích của Văn Hiến rất là đẹp. Thế mà đi thẳng ra ngoài Đình Trắng của chúng tôi thì đoạn đường đấy nó rất là ngắn thôi, chứ cũng không là dài, mà trong đó không có điện. Thế chị em đi làm về làm ca làm kíp về tối là không có đường điện đi, thế rồi là các bà con cho con em mình đi học thêm buổi tối là rất là tối. Nhà tôi thì ngày nào cũng phải vào trong thành phố, thế mà vào trong thành phố thì đi lại thì rất là tối, bởi vì đã đi từ đây vào trong thành phố, hai bên là đường cánh đồng cho nên là không có điện cao áp. Cả thành phố nó sáng trưng, thì có mỗi một đoạn đường từ đây vào trong kia thì tối tăm như thế thì rõ ràng là nó phải vất vả gì nữa. Và nhất là đi xe đạp. Ngoài trẻ con bây giờ chúng nó lại đi xe máy, nó vô tổ chức, tối có hôm nó còn chả thèm bật đèn ấy, nó cứ thế nó đi. Cùng với đó, cử tri thành phố Hưng Yên cũng kiến nghị về hệ thống chiếu sáng ở đầu đường An Vũ, Triệu Công Phục, phường Hiến Nam, phố Nguyễn Du, phường Quang Trung. Theo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, hiện công ty đang quản lý khai thác an toàn hệ thống điện chiếu sáng công cộng đô thị thành phố với 8.800 bộ đèn và hơn 260 km đường dây chiếu sáng. Cùng với đó đã nâng cấp đèn chiếu sáng đô thị bằng đèn LED thông minh và công suất, thời gian chiếu sáng ở nhiều tuyến đường. Năm 2023, công ty được thành phố giao nhiệm vụ là sửa chữa thường xuyên hệ thống chiếu sáng, đảm bảo nhu cầu chiếu sáng cho người dân. Bên cạnh đấy thì cũng tăng cường chiếu sáng và cường độ ánh sáng, thời gian chiếu sáng nhiều hơn. Trước đây vận hành chiếu sáng thì khi đến giờ cắt chế độ thì vận hành khoảng 50% công suất. Tới thời điểm hiện tại thì công suất đã được điều chỉnh tăng lên khoảng 7-80% để đảm bảo chiếu sáng cho người dân. Đối với các khu vực mà chưa được đầu tư thì tới đây thành phố sẽ tiếp tục đầu tư thêm liên quan tới việc đầu tư hệ thống chiếu sáng. Các cái tuyến ngõ phố thì thành phố cũng tuyên truyền tới người dân là thực hiện xã hội hóa để làm sao đảm bảo chiếu sáng tới các ngõ phố. Tình trạng chưa đồng bộ giữa đầu tư đường giao thông và đèn chiếu sáng không chỉ làm mất an toàn giao thông, an ninh trật tự mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại mục ý kiến cử tri của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.